gặp gỡ và nghe tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy. Alo. Trời ơi, giờ này chúng tôi ra được không? Bây giờ tôi cứ nhờ tiếp diễn đó đây. Tôi lên đây. À, kính thưa quý cái gì? À, hôm nay thì cũng như là bữa chót để tiễn đưa Quốc Hùng. À, ngày mai nghĩa là không còn gặp chúng ta nữa. Và kính thưa tất cả quý vị quan khách có mặt trong đêm cuối cùng để tiễn đưa ông xã của mình ngày mai sẽ lên đường ra đi cứu nước. Đây là chị Lệ Thủy, là một người chị như là chị ruột của mình vậy đó, tức là mình từ cái thuở từ khi mà gặp chị tới bây giờ, phải nói là đây là một người chị, một người chị về nghề nghiệp, một người chị nhiều lắm, tức là em ai không biết nói gì hơn, tức là chị, em học hỏi ở chị rất nhiều, từ là ngoại nghề nghiệp, từ đạo đức làm người, từ một là một người vợ, tức là em đã học hỏi ở chị để mà em lo cho chồng em. Và em làm tròn trách nhiệm của một người vợ đối với chồng là em cũng học hỏi ở chị rất là nhiều. Đêm nay khi mà anh Hùng anh nằm xuống thì phải nói là đêm nào chị cũng đến đây với em để mà chia sẻ, để mà an ủi em, động viên em. Phải nói là anh Hùng anh ra đi, nhưng mà đây là một người chị, một người chị mà anh Hùng anh rất quý trọng, anh rất thương yêu. Và anh cũng đã từng nói với em ơi, chị Thủy như là chị ruột của mình vậy đó. Thành ra em phải học hỏi chị Thủy nhiều lắm nha em. Cho nên bây giờ em nói thật với chị là em rất cảm ơn chị. Chị mãi mãi là một người chị tinh thần của em. Chị nha. Người đứng ra để mà giúp đỡ em để có cái đám cưới đó. Và bữa nay có Hùng bỏ em lại đây một mình thì rất là buồn. Đó cũng là cái số phận. Thì về đám cưới nha, em đừng có buồn nữa, tại vì số phận của mình là như vậy. Hôm nay đến đây để mà tiễn đưa em trai với chị lần cuối cùng. Chị đó thì thật sự là chị tức quá. Có thật sự đi hát cũng rất là nhiều, nhưng mà hát tắm ma thì chị không dám hát. Còn nhưng mà đây cái tình cảm của tình chị em với nhau chứ không chị hát. Bây giờ chị hát cái đoạn Hàm Mặt Tử, bây giờ khóc rồi mới ca được. Bây giờ nhờ Tuấn ra đây, Tuấn ơi giúp đỡ ca đi chị.